nhìn nè các bạn ơi. Mình phát hiện ra đây có một con khủng long rất tuyệt vời. Nó rất là to và đẹp luôn đó các bạn ạ. Wow. Bây giờ mình sẽ nhắc lên và cho các bạn cùng xem chúng ta có gì nha. Ta-da, đây là con khủng long Vastatosaurus. Là một con khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Nó có một cơ thể rất là to lớn, đồ sộ, săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Ngoài ra thì hàm răng của nó rất chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong, tạo nên một con khủng long Vastatosaurus ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm. Chúng ta sẽ bỏ đây và cùng mình đi tìm kiếm xem còn những con khủng long nào khác nữa không nha các bạn ơi. Ok, let's go. Wow, gì đây? Ở đây có những con khủng long rất là lạ luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lại gần xem đây là những con khủng long gì nha. Wow. Wow, rất tuyệt vời đó các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ có là con khủng long Stegosaurus. Đây là con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng 4 chân. Cơ thể thì khá là mập mạp, cùng với đó là những chiếc gai ở trên lưng rất là to luôn và trông rất là phô trương đúng không nào? Stegosaurus. Chúng ta sẽ để cùng với con khủng long Vastatosaurus luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có, hình như đây là một con khủng long bạo chúa đúng không nào? Đúng rồi, đây là con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Là một con khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Cơ thể rất là hoàn hảo cho việc đi săn. Hàm răng thì to lớn sắc nhọn, rất thích hợp cho việc đi săn đúng không nào? Và con khủng long bạo chúa này là con khủng long nguy hiểm nhất trong các loại khủng long luôn đó nha. Phía bên này chúng ta sẽ có là Omegasaurus. Là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Khi trưởng thành nó có thể dài từ 8 cho đến khoảng 10 mét luôn đó nha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ta có gì đây? Ở đây có hai con khủng long luôn. Và chúng ta sẽ có là con khủng long Acrocanthosaurus. Thêm một con khủng long ăn thịt rất là to lớn luôn đó các bạn. Cơ thể nó cũng rất là săn chắc và đầy cơ bắp. Hàm răng cũng rất chắc khỏe đó các bạn ơi. Một con khủng long ăn thịt rất là đẹp đúng không nào? Acrocanthosaurus. Phía bên này là con khủng long Saichania. Đây là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Cơ thể khá là tròn trịa. Cùng với đó là những chiếc gai ở trên người rất là nhiều và sắc nhọn. Saichania. Tiếp tục nha các bạn ơi. Wow. Các bạn có thể thấy chúng ta có rất là nhiều những con khủng long ở đây luôn. Một cái búa rất đặc biệt và một cái đầu con khủng long rất là to. Cùng với đó là những con khủng long khác nhau. Một con khủng long màu đỏ, đây là Bentacaratops. Thuộc họ khủng long ba sừng, nó ăn cỏ và di chuyển bằng 4 chân. Tiếp theo chúng ta sẽ có là con khủng long Cacharadontosaurus. Con khủng long này thì ăn thịt và nó chỉ di chuyển bằng 2 chân thôi. Phía trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn chạy dài từ phần đầu cho tới đuôi luôn. Ngoài ra thì con khủng long Deinonychus này cũng rất là đẹp nè các bạn ơi. Trên đầu nó có một cái màu đỏ. Một cái đuôi rất là đặc biệt cùng với những cái móng vuốt rất dài dài sắc nhọn ở hai bên bàn tay. Deinonychus ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân. Con chim Archaeopteryx rất là đẹp. Nó sống từ thời tiền sử và đương nhiên đã bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Hai bàn tay ở hai bên cánh sẽ giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có, đây là con khủng long Dryzinosaurus. Đặc điểm nổi bật là cơ thể màu xanh, ăn thịt và di chuyển bằng hai chân.
Hai bàn tay có những cái móng vuốt rất là dài và sắc nhọn. Có một con khủng long Miragaya ở đây. Đây là một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân, cổ và đuôi rất dài. Những chiếc gai ở trên lưng của nó được xếp rất đều và thẳng hàng với nhau. Miragaya. Ngoài ra mình thấy có một con khủng long nhỏ nhắn ở đây. Và đây là Dilophosaurus. Gọi nó là con thằn lằn hai màu cũng được. Khi trưởng thành nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha. Nó ăn thịt và di chuyển bằng hai chân. Wow, có một con King Kong rất là đặc biệt. Nó rất là đẹp với một bộ lông màu trắng rất là mượt, cùng một cơ thể to lớn săn chắc và đầy cơ bắp. King Kong. Wow, Plesiosaurus nó cũng đang ở đây. Sở hữu một cái cổ dài. Và đây là một con khủng long sống ở dưới nước. Bốn cái tay bơi sẽ giúp cho nó di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn. Phía bên này là cây búa rất đặc biệt như hồi nãy mình đã nói, một cây búa của thần sấm Thò. Hai bên hông cây búa là những hình vẽ họa tiết được chạm trổ rất tinh xảo và đẹp mắt. Thân cây búa có màu đỏ cho mình cảm giác cầm nắm rất vừa tay và thoải mái. Một trong những món đồ chơi rất là đặc biệt đúng không nào? Và cuối cùng là con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Đây là một hộp đồ chơi khủng long của mình. Phía bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khủng long đa dạng và đầy màu sắc. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở đây nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình cùng biết với nha. Và đây như các bạn đang thấy là tất cả những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất đa dạng các con khủng long và đầy màu sắc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.